Huỳnh Mai vậy đó. Sẽ tổ chức trao giải cho đội đạt thành tích cao tại giải. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể quý đại biểu, quý khán giả, quý người hâm mộ chúng ta cùng lắng lại sân vận động trung tâm thành phố Cẩm Phả để cùng chứng kiến lễ trao giải ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.